Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng Đam Mê Audio trên mọi miền tổ quốc nhé. Tôi có những cái mẫu dây loa đã giới thiệu với anh em rất là nhiều rồi. Và hôm nay chúng tôi lại sưu tầm được về thêm được một cái dòng dây loa Hitachi bãi của Nhật. Dòng này chất lượng rất là tốt, để về cùng review giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo nhé. Đây, như trên màn hình thì quý vị các bạn đang được tham khảo. Tôi có sưu tầm được một cuộn như này, thì cũng cuộn này thì cũng khoảng tầm vài chục mét đây, khoảng trăm mét, gần trăm mét đây. Trăm mét, cuộn này chắc được khoảng trăm mét anh em. Và những dòng dây bãi Nhật này chúng tôi có rất nhiều, và cũng rất nhiều những cái mẫu khác tôi có giới thiệu anh em. Và hôm nay về thêm được cái dòng dây này thì chất lượng rất là tốt, và muốn giới thiệu lại cho anh em cùng tham khảo. Và dòng dây này là có một cái sự đặc biệt rất là khác những dòng khác, một sự đặc biệt mà không phải dòng dây loa nào cũng có. Một lát nữa thôi thì tôi sẽ vào cụ thể chi tiết để cùng giới thiệu đến anh em. Và đây, như anh em cùng tham khảo đây, cảm quan bên ngoài anh em nhìn này. Cái này cũng khá là lớn, so với ngón tay út tôi thì nhỏ hơn ngón tay út tôi một chút. Đó. Đấy, về vỏ ngoài, vỏ đen rất là, dây thì cũng rất là mềm anh em nhá, dây rất là mềm. Đó, anh em nhìn, dây của Hitachi anh em nhá, con dây Hitachi hết sức mềm. Bản này thì được coi là những cái bản mà sưu tầm là rất là hiếm, ít có trên thị trường rồi anh em nhá. Ở đây tôi sẽ cắt một cái lõi ra để anh em cùng tham khảo, thì sau tôi sẽ chi tiết cho anh em để anh em cùng tham khảo. Tôi có chia sẻ với anh em là dòng này là cũng bản này là bản chất lượng và rất là khác những bản khác ở điểm nào nhá. Anh em cùng tôi tham khảo, tôi sẽ cắt cái vỏ ngoài ra cho anh em nhá. Đó, anh em ngoài được một lớp cao su rất là chắc chắn luôn. Đó. Đó. Anh em chờ tôi một chút nhá, tôi cắt ra để cho các anh em cùng tham khảo. Đó, đây là một lớp ngoài này anh em này, một lớp ngoài lớp vỏ cao su. Đó anh em này. Cái này thì bỏ đi thôi, không cần nữa. Lớp ngoài đó, bọc một lớp ni lông này anh em này. Đấy, một lớp ni lông này. Đấy, một lớp ni lông tôi cũng cần. Và đây là có hai cái dần dây trắng này, dây trắng này anh em nhá, trắng này nó là dạng dây chống đứt đây, thì anh em có thể bỏ ra. Khi mà tôi DIY cho anh em thì tôi sẽ bỏ cái dòng phần này ra, không cần thiết. Đó. Đó. Và đây là hai lõi dẫn riêng biệt ở cái này. Chất lượng ở đây và cái dòng này không phải dòng nào cũng có. Có nghĩa là mỗi một cực bên này tôi sẽ chia một bên âm một bên dương, nhưng mà sẽ đã được bọc một lớp chống nhiễu này anh em nhá, bọc một lớp mạ bạc chống nhiễu này. Không phải dòng dây nào cũng có anh em nhá. Đó anh em thấy không? Một lớp chống nhiễu, một lớp mạ bạc chống nhiễu này rất là sáng, rất là dày ạ. Nó và trong mỗi một lớp mạ bạc chống nhiễu này thì sẽ có hai sợi trong là mạ bạc, và mỗi một sợi này thì được bọc một thêm một lớp ni lông như này nữa anh em nhé. Đó dòng này chống nhiễu rất là tốt. Bình thường ra những dây bình thường cho anh em thì tất cả những cái lõi này sẽ được bọc một lớp chống nhiễu thôi, một lớp chống nhiễu để chia ra bên âm bên dương. Nhưng những dòng này thì có cái sự khác biệt, không phải dòng dây nào cũng có, đó là mỗi một bên âm hoặc bên dương đã được bọc một lớp lưới chống nhiễu này mạ bạc. Đó anh em thấy không? Đó dòng này thì anh em chơi những dàn âm thanh mà cho những giải rất là tốt, rất là sạch sẽ chi tiết anh em nhá, chống nhiễu rất là tốt. Đó anh em nhá, để cho anh em tham khảo là cốt dây này để anh em cùng tham khảo. Đó. Và dòng dây này thì tôi để với anh em giá rất là tốt, 70.000 trên một mét thôi, phù hợp, hầu như là phù hợp với mọi dàn âm thanh anh em chơi, dây cũng không phải nhỏ anh em nhé. Đó, đấy, tôi show đây này cho anh em cùng tham khảo. Và đây là những bộ như này tôi DIY cho anh em này, anh em nhìn này, bộ này tôi trả hàng anh khách ở trong Sài Gòn này, tôi đang làm DIY sẵn này, đẹp đẽ như này để cho gửi cho anh. Đấy, bộ này đó, 70.000 trên một mét anh em nhé. Bộ 2,5m có giá 350.000. Đó, và anh em nhìn này, những dòng này thì tôi đã tặng thêm anh em những cái đầu co như này, những đầu co đầu chia như này anh em nhá. Đấy, đầu chia rất là đẹp. Đó, đó riêng những cái đầu này thì giá thành là 4 đầu này thì chất lượng thì nó cũng tốt rồi anh em, rất là mềm, cái này chia rất là mềm. Đầu này thì tặng thêm cho anh em thôi. Đó anh em nhá. Đó, những đầu này tặng thêm cho anh em thì không như như đó, và tôi sẽ chia cho anh em như này, chia cho những bộ này âm dương đây, chia đôi âm dương đây, và mỗi lõi lõi đồng mạ bạc rất là sáng. Đấy, chất âm thì chi tiết và sạch sẽ. Những dòng này thì chơi những giải cao rất là tốt anh em nha. Đó anh em nhá. Đây là bộ này không đầu rắc. Với bộ không đầu rắc này thì anh em có tính đôi 70.000 trên một mét, bộ 2,5m là có 350.000 anh em nhá. Và ngoài ra anh em cũng có thể tham khảo thêm những bộ này tôi DIY như này cho anh em. Đấy, cũng trả hàng cho anh em đây. Những bộ này thì có bác khách này thì dùng một đầu mất chuối ra một đầu mỏ chim như này anh em nhá. Đó anh em rất là đẹp luôn. Có cái những dòng này về thì tôi tặng thêm anh em cái đồ chia này, chia này, đó chất lượng anh em này, đầu bắp chuối này,
Đây là bốn đầu chuối, đây bốn đầu mỏ chim. Những bộ này nếu mà thêm đầu rắc, bình thường đầu rắc bán lẻ ở ngoài chúng tôi để là 250.000 trên một bộ 8 chiếc. Còn khi mà đi cùng với Genoa thì để cho anh em một bộ 8 chiếc này, tám đầu bắp chuối hoặc là tám đầu mỏ chim hoặc là tám đầu càng cua hoặc là bốn bắp mỏ chim ra bắp chuối hoặc mỏ chim ra càng cua hoặc bắp chuối ra càng cua vậy là 200.000 cho một bộ. Bộ 2,5 mét như này, đầy đủ phun đầu rắc hoàn thiện này, để cho anh em là giá là 550.000 anh em nhé, 550.000 bộ hoàn thiện như này đó anh em nhé, 550.000. Và chúng tôi sẽ tặng thêm anh em những cái đầu chia như này rất là đẹp đấy, và co nhiệt chia màu này cho anh em đó anh em nhé. Anh em nào mà cần thêm thông tin hoặc có nhu cầu hoặc để lại anh em có những cái thắc mắc của anh em thì có thể để lại dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho anh em cụ thể, và anh em để lại số điện thoại dưới phần bình luận nhé, chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho anh em. Và anh em nào muốn liên hệ trực tiếp tôi có thể nhắn tin gọi điện tôi qua số điện thoại 0944737321 anh em nhé. Và những anh em nào ở Hà Nội hoặc Sài Gòn cũng có thể qua trực tiếp các hệ thống cửa hàng của chúng tôi. Ở Sài Gòn chúng tôi có cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7. Còn Hà Nội thì chúng tôi có 3 cơ sở ở Ngô Gia Tự, Long Biên, ở Đặng Tiến Đông, Đống Đa và Định Công Thượng, Hoàng Mai anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích video xin vui lòng đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nhé.